mắt lên đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay 31 tháng 12 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Đồng bạc xanh có thể sụt giảm giá trị trong năm tới. Tết này ngân hàng nhà nước không in tiền lẻ. Giá nhà đất có thể giảm trong 6 đến 12 tháng tới. Thưa quý vị, dự báo giá của đồng đô la Mỹ trong năm 2020, các ngân hàng lớn như là Deutsche, ngân hàng Goldman Sachs và ngân hàng New York Mellon cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá do các lo ngại liên quan đến tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ sẽ giảm dần. Thay vào đó, nhu cầu đặt cược vào các tài sản rủi ro cao hơn như cổ phiếu sẽ tăng. Dự báo xu thế của đồng đô la trong năm tới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giới phân tích ở các ngân hàng đầu tư, vì khách hàng của họ, bao gồm các nhà đầu tư và các công ty thường xem dự báo này như một định hướng để quyết định các phương án kinh doanh. Tuy nhiên, một năm là thời gian tương đối dài đối với nhiều thị trường và biến động giá của đồng đô la có thể thay đổi theo hướng phát triển so với những dự báo ban đầu. Năm 2020, giá trị của đồng bạc xanh sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng toàn cầu cũng như các diễn biến trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Khi tâm lý giới đầu tư tích cực, họ sẽ cảm thấy an toàn và rót tiền vào các tài sản rủi ro. Do vậy, đồng bạc xanh có xu hướng giảm giá. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo đồng bạc xanh chỉ giảm mạnh nếu đà phục hồi tăng trưởng ở khu vực sử dụng đồng euro tăng tốc. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ thêm lãi suất và Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp áp thuế với hàng hóa Trung Quốc. Trao đổi với báo chí, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, việc không in tiền lẻ mới, các mệnh giá từ 100 đồng đến 5.000 đồng sẽ tiếp tục thực hiện trong dịp Tết 2020 như chủ trương đã đưa ra từ 7 năm trước. Như mọi năm, cơ quan điều hành sẽ chủ động cung tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng, gồm cả tiền cũ và tiền mới vào các thời điểm trong năm trước Tết Nguyên đán. Việc không in tiền lẻ trong dịp năm mới giúp ngân sách tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định điều này sẽ còn duy trì trong thời gian tới. Năm ngoái, mặc dù không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên đán 2019, lượng tiền lẻ trong lưu thông cung ứng cho dịp Tết năm 2019 vẫn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Còn chưa đầy một tháng nữa tới Tết Canh Tý 2020, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hòa và cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu thanh toán, vốn tín dụng phục vụ cuối và đầu năm, cũng như bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành công văn số 3134 thông tin về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Công văn thể hiện sự kiên quyết trong việc xử lý đất nông nghiệp, đất công ích ven sông sử dụng sai mục đích. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong năm 2018-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 3 đoàn thanh tra liên ngành, kết quả đã ban hành 30 kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã. Trong các kết luận thanh tra đã kết luận, việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp công ích, trong đó có đất bãi sông, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật. Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, trong đó có khu vực đất bãi sông trong phạm vi đê điều, sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nội dung, tổ chức hậu kiểm các kết luận thanh tra, kiểm tra việc quản lý đất nông nghiệp công ích vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng vừa ký ban hành quyết định số 4237 về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo quyết định số 4237 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đơn vị trúng thầu gói thầu số 1, tức gói thầu khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC, trụ sở đóng tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
giá đề nghị trúng thầu là hơn 18 tỷ đồng và loại hợp đồng chọn gói. Ngoài ra, theo quyết định này còn có danh sách 11 nhà thầu phụ kèm hồ sơ do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng không ADCC lập, là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Đồng Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ngân Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Đông Đô Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Xây dựng Thành Biên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiến Giang, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cửu Long, Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh và Liên hiệp Điện chất Công trình Xây dựng và Môi trường. Dự báo về giá nhà đất trong thời gian tới, nhiều chuyên gia đánh giá giá nhà đất trong thời gian tới sẽ chững lại. Những nhà đầu tư ôm hàng có thể phải giảm giá để tìm cách đẩy hàng nhằm giải quyết khoản nợ. Dự báo về tình hình địa ốc năm 2020, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho rằng sẽ không có nhiều biến động, nguồn cung nhà ở tại Hà Nội sẽ khá ổn định với mức giá tăng khoảng 1-2%. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá có thể tăng tới 4-5% do nguồn cung dự án mới giảm sút. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng trong 6-12 tháng tới sẽ là giai đoạn rất khó khăn của thị trường nhà đất, đặc biệt đối với các nhà đầu tư vay vốn quá nhiều và tham gia nhiều vào danh mục bất động sản có thể phải giảm giá bán thấp hơn 5-10% so với giá thị trường để đẩy hàng. Tuy nhiên, hành vi bán rẻ để trả nợ vay sẽ không diễn ra ồ ạt. Tâm lý hoài nghi cũng sẽ là chướng ngại vật lớn trên thị trường khiến quyết định mua hàng chậm lại. Người mua sẽ có xu hướng quan sát và thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Hơn nữa, một rào cản khác đó là giá nhà đất hiện đã neo ở mức cao, tỷ suất sinh lời thu hẹp khiến dòng tiền tạm thời chưa tham gia vào thị trường. Về thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa cho biết, căn hộ cao cấp và siêu sang sẽ chững lại, những căn nhà phố có giá trên 20 tỷ nằm trong hẻm và đường nhỏ sẽ rất khó giao dịch. Giá đất khu vực cuối quận 9 sẽ giảm nhiệt, đặc biệt các lô đất vùng ven có giá trên 10 tỷ đồng sẽ có hiện tượng xả hàng. Cũng theo ông Quang, theo khu vực giá bất động sản tại phía đông có thể tăng 5-10%, nhà phố dự án giá 5-6 tỷ đồng một căn và căn hộ dưới 2 tỷ đồng sẽ vẫn hút khách. Tại khu vực phía nam, giá nhà phố đất nền trong năm 2020 có thể tăng 5-8%, nhưng giá căn hộ sẽ khó tăng. Riêng khu vực phía tây, mức tăng giá nằm trong khoảng 10-15% do mặt hàng giá hiện vẫn ở mức thấp hơn. Tại đây, dòng sản phẩm hút khách sẽ là nhà phố 3-5 tỷ đồng và căn hộ 1,7-1,8 tỷ đồng. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức kỳ họp bất thường nhằm xem xét và thông qua nghị quyết về bảng giá đất giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Với đợt điều chỉnh này, có những khu vực tại Đồng Nai giá đất tăng 18 lần so với giá hiện hành. Hội đồng Nhân dân Đồng Nai đã biểu quyết thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Với bảng giá đất mới này, giá đất ở đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn Đồng Nai tăng 1,5-4 lần so với bảng giá trước đó. Mức giá cao nhất là 40 triệu đồng một mét vuông trên đường 30 tháng 4, thành phố Biên Hòa. Giá thấp nhất là 160.000 đồng một mét vuông tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán. Đối với giá đất nông nghiệp, mức điều chỉnh tăng từ 2-4,3 lần, trong đó đất nông nghiệp thành phố Biên Hòa mức tăng cao nhất là 4,3 lần so với bảng giá đất hiện hành. Riêng đất ở tại nông thôn, mức điều chỉnh tăng thấp nhất là 1,2 lần, mức tăng cao nhất tại vị trí tuyến Hương Lộ 2, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa tăng 18 lần so với giá hiện hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, việc điều chỉnh giá đất được tỉnh đánh giá một cách đầy đủ các tác động về phát triển kinh tế, về an sinh xã hội và môi trường đầu tư nhằm bảo đảm hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân cũng như quá trình đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đầu tư. Được biết, hiện giá đất thị trường biến động tăng rất lớn, có những nơi tăng lên đến hơn 10% so với khung giá và không còn phù hợp với bảng giá hiện hành. Một
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu Mũi Tấn ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn. Theo báo cáo, công ty này đã tiến hành nạo vét, cắt xén 48.600 m² xây khu cao ốc lấn biển ở Quy Nhơn. Dự án khu Mũi Tấn có tổng diện tích xây dựng là hơn 73.000 m², gồm tòa nhà 40 tầng nổi, tuyến kè với tổng chiều dài 1.493,1 m. Tổng diện tích nạo vét cắt xén khu lấn biển là 48.600 m². Bùn nạo vét từ dự án này được chủ đầu tư tiến hành vận chuyển đến nơi khác để tận dụng san lấp mặt bằng. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đồng ý cho một doanh nghiệp san lấp lấn biển tại khu vực Mũi Tấn với diện tích hơn 12 ha, chiếm 1 km bờ biển Quy Nhơn để làm cáp treo phục vụ du lịch. Tuy nhiên, sau khi san lấp, nhà đầu tư không thực hiện dự án cáp treo khiến khu đất bị bỏ hoang suốt 6 năm qua. Nguyên nhân là chủ đầu tư muốn xây dựng biệt thự tại khu lấn biển này, nhưng lãnh đạo tỉnh Bình Định không đồng ý và yêu cầu chủ đầu tư chỉ làm dịch vụ tại đây. Theo quy hoạch mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn làm các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu Mũi Tấn ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn. Theo báo cáo, công ty này đã tiến hành nạo vét, cắt xén 48.600 m² xây khu cao ốc lấn biển ở Quy Nhơn. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của sàn bất động sản Maxland. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.